Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Du học Online của công ty Tư vấn Du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm. Và trong chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ chia sẻ đến các bạn về những bí kíp và trải qua thực tế ở Singapore giá rẻ của bạn Đinh Hằng. Singapore là một trong những điểm đến được xếp vào hàng dễ dàng nhất cho du khách, giao thông thuận tiện, thông tin rõ ràng, đường xá gọn gàng và sạch đẹp. Và sau đây là vài bí kíp để giúp bạn tiết kiệm được hầu bao khi đi du lịch ở quốc gia giàu có vào hàng nhất nhì trong Nam Á này. Từ chỗ ở miễn phí đến cách ăn sao cho thật rẻ. Các hãng hàng không giá rẻ bay từ Việt Nam đến Singapore được ưa chuộng nhất hiện nay là Tiger, Jetstar, Lion. Thời gian đặt vé tốt nhất là 2 tuần trước ngày khởi hành hoặc khi có đợt khuyến mại. Và nếu đến với Singapore từ Malaysia thì bạn nên chọn đi xe bus đêm sau 22 giờ sẽ tiết kiệm được khá nhiều tiền. Giá vé rẻ hơn và bạn cũng tiết kiệm được tiền khách sạn, nhà trọ một đêm. Các chuyến xe bus thường xuất phát từ khu Chinatown, Kuala Lumpur. Về việc đi lại thì đã là dân đi bụi thì phương tiện công cộng luôn là ưu tiên số 1. Hệ thống xe bus và tàu điện ngầm tại Singapore được xếp vào hàng xuất sắc. Chỉ cần bước lên tàu điện ngầm hay xe bus thì bạn gần như có thể đến được mọi điểm du lịch nổi tiếng nhất tại quốc đảo sư tử này. Và để tránh phải xếp hàng chờ đợi mua vé mỗi khi chuẩn bị lên tàu điện ngầm thì bạn có thể mua sẵn thẻ EasyLink, thẻ có thời gian sử dụng 5 năm, giá khoảng 15 đô la. Và trong đó có 5 đô la là giá trị thẻ, 3 đô là tiền thế chân được hoàn khi bạn trả lại thẻ và 7 đô tiền bạn có thể dùng để đi lại. Bạn được nạp tiền vào thẻ tùy thích, có thể mua ngay khi xuống sân bay Changi. Và thẻ được sử dụng nhiều lần cho nhiều loại phương tiện kể cả tàu điện ngầm, xe bus. Nếu không có nhiều thời gian và phải di chuyển nhiều thì bạn nên cân nhắc lại hai lựa chọn sau đây. Đầu tiên là mua vé xe bus Hop On Hop Up đi tour quanh thành phố với 22 điểm dừng chân là các thắng cảnh, khu vui chơi, mua sắm nổi tiếng nhất Singapore. Trong vòng 24 tiếng thì bạn có thể tự lên kế hoạch cho chuyến đi của mình và dừng ở nơi mà bạn muốn. Giá vé một ngày là 12 đô. Và thứ hai là mua thẻ đi Singapore Tourist Pass, dùng thỏa thích các phương tiện như là tàu điện ngầm, LRT hay là xe bus thường trong khoảng thời gian và mức phí cố định. Và có 3 lựa chọn cho khách là 20 đô một ngày, 26 đô 2 ngày, 30 đô cho 3 ngày. Về chỗ ở thì những phòng dorm tại các hostel chỉ tốn khoảng từ 8 đô đến 30 đô thay vì phải bỏ ra cả 100 đô để ở trong các khách sạn nhiều sao. Bạn nên chọn hostel không quá xa trạm, xe bus hoặc là tàu điện ngầm, bởi bạn sẽ thấy điều này cực kỳ hữu dụng sau một ngày mệt nhoài vì đi bộ quanh thành phố. Hai khu được dân đi bụi ưa chuộng để ở đó là Little India và Bugis. Về việc ăn uống ở Singapore thì thức ăn đường phố hay bán tại các khu hawker center và food court sẽ là sự lựa chọn lý tưởng đầu tiên nếu bạn muốn ăn rẻ ở đất nước đất đỏ này. Hawker center là một dạng khu bán hàng rong nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều món ăn địa phương từ các quầy hàng. Các hawker center nổi tiếng là Lawasat và Newton, còn food court thường bán nhiều món Tây hơn là khách tự phục vụ là chính. Food court thường được tìm thấy ở các khu mua sắm lớn như là Vivo và Orchard. Và các điểm tham quan miễn phí, phí tham quan vui chơi Singapore không hề rẻ. Và tuy nhiên thì vẫn có những nơi hoàn toàn miễn phí dành cho du khách như là vịnh Marina, trung tâm quốc đảo Singapore. Marina Bay, vịnh Marina là nơi hoàn toàn miễn phí để bạn tham quan công viên Merlion, chụp hình với nhà hàng Esplanade, đu quay đứng ở Singapore Flyer, tòa nhà độc đáo Marina Bay Sands. Đảo Sentosa thì bạn chỉ tốn tiền đi monorail ra đảo, còn lại hầu như thì toàn bộ đảo đều miễn phí vé vào. Và tại đây thì bạn có thể tham quan bức tượng Merlion lớn nhất gia, tắm biển và tha hồ mua sắm. Gateway ống ánh đêm, Gateway khu nhà hàng, quán bar, quán cà phê với kiến trúc độc đáo và đầy màu sắc. Raffle Hotel, khách sạn 5 sao này dĩ nhiên là cực đắt để ở, nhưng không tốn của bạn một đồng nào nếu chỉ đến tham quan sảnh bảo tàng bên trong khách sạn và khu Writer Bar. Khu Chinatown và Little India, hai khu sinh sống lâu đời của người Singapore gốc Hoa và Ấn Độ này rất đáng để tham quan và tìm hiểu về cuộc sống đời thường. Green Mariaman
Temple, đền thờ đạo Hindu cổ nhất tại Singapore nằm trong khu Chinatown. Một ngôi đền khác cũng miễn phí vào cửa là Thai An Hock Khen Temple, nhà thờ Andrew, nhà thờ màu trắng được xây dựng theo trường phái Neo Gothic Singapore at Museum, bảo tàng miễn phí vé tham quan vào tối thứ sáu từ 18 giờ đến 21 giờ. Và để được nhiều thông tin hơn về đất nước Singapore cũng như là các bạn muốn tư vấn du học tại đất nước Singapore thì các bạn có thể liên hệ đến công ty tư vấn du học Trần Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi đến số 0838382080, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay tddvn.com.